Cầu Cửa Lục 1 có tổng chiều dài trên 4,2 km, hiện đã thi công được 76% khối lượng. Trong đó, hạng mục cầu chính giữa sông được thiết kế dạng vòm ống thép nhồi bê tông rộng 33,1m, dài 290m, đã hoàn thành đúc được 5 trên 11 đốt. Đơn vị nhà thầu đang khẩn trương vào thép để đổ bê tông các đốt còn lại và đổ bê tông căng cáp vòm cầu chính. Dự kiến sẽ hợp long cầu chính trong tháng 9 năm nay. Đối với các hạng mục cầu dẫn hai bên dài 588m, cùng với việc lao lắp các nhịp còn lại, thì đơn vị thi công cũng tập trung nhân lực thi công mặt cầu, bờ bo lan can và giải phân cách giữa cầu. Hạng mục đường dẫn dài 3,38 km đã được thi công gần 65% khối lượng công việc.